Đây. À, cái nát thành phẩm của mình đây nha, làm từ một trong bộ phận của một chiếc yên xe đạp cũ nha. Đó. Mình làm nó làm xong một cái nát này. Dạ, mình sẽ sử dụng bắn bằng mũi tên này nha. Mình lắp vào nha các bạn. Bắn bằng mũi tên sắt chứ không bắn bằng bi sắt nha các bạn. Rất ok luôn nha. Đây. Mình chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Tiếp tục với chủ đề clip hôm nay thì cũng không có gì khác hơn nha các bạn. Sử dụng đây, cái yên xe nha. Đó, cái yên xe và mình sẽ lấy cái phần sắt cái này nè, sẽ chế tạo thành một cái ná nha. Đó, mình thấy đây nó cũng đẹp quá nè, nên mình sẽ lấy cái phần sắt ra chế tạo thành một cái ná ha. Để tránh mất nhiều thời gian của các bạn thì mình bắt đầu vào làm thôi nha các bạn. Các bạn nhớ theo dõi ủng hộ mình ha.
Vô đây nha các bạn. Đây. À, cái ná thành phẩm của mình đây nha. Làm từ một trong bộ phận của một chiếc yên xe đạp cũ nha. Đó. Mình làm nó làm xong một cái ná đây. Nha. Dạ mình sẽ sử dụng bắn bằng mũi tên này nha. Mình sẽ lắp vào nha các bạn. Ok nha. Hay mình bắn bằng mũi tên sắt chứ không bắn bằng bi sắt nha các bạn. Đây rất ok luôn nha. Giờ mình sẽ test vào bộ chuối đằng kia ha. Nha các bạn. Giờ mình sẽ di chuyển cái camera ngược lại ha. Cũng hơi xa nè. Giờ mình sẽ bắn lại đằng kia nha. Tiếp tục nha. Đây là mũi kế tiếp nữa nha các bạn. Đây, mũi cuối cùng. Mình phải xỏ vào cái này trước các bạn ơi. À, mình đã test xong 4 mũi sắt rồi nha các bạn. Giờ mình sẽ di chuyển cái máy lại đằng phía kia ha. Các bạn theo mình rồi đặng xem cái thành quả test của mình như thế nào nha. Rồi các bạn ơi. Đây nha. Đó. Các bạn thấy đó. Thì đó là mấy cái mũi test mình lúc nãy nha. Đây, quay bên kia luôn nha. Đây, như các bạn thấy đó. Với một cái chuối bao nhiêu đây thì nó xuyên qua rất dễ dàng luôn nha các bạn. Đây nè. Dạ. Để mình rút ra các bạn ơi. À, 1 mũi, 2 mũi, 3 mũi nha. Giờ còn 1 mũi mình bắn nó lạc khá xa luôn nha các bạn. À, khoai góc bên đây nha. À, mình cũng sẽ rút ra luôn. Đây là 4 mũi nãy mình test đây nè. À, sau khi mình test xong á thì
Thì các bạn thấy sao về cây cung? Cây ná chứ. Xin lỗi các bạn nha. Các bạn thấy sao về cây ná làm từ một cái chiên xe đạp cũ. Chai mũi đây các bạn nè. Thấy thế nào về một cái ná làm từ một kiên xe đạp cũ, thì các bạn để lại dưới phần bình luận cho mình biết ha. Rồi các bạn nào xem cảm thấy hay thì cho mình một like và đồng thời đăng ký kênh để ủng hộ thêm tinh thần cho mình nha. Mình cũng rất mong được sự ủng hộ của các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip ủng hộ mình, thì mình sẽ cố gắng làm nhiều clip hay hơn để phục vụ cho các bạn nha. Có lẽ clip mình kết thúc tại đây thôi nha các bạn. Mong hẹn gặp lại các bạn ở clip kỳ sau nha. Bye nha.